đúng rồi, nặng ký mà là nó sẽ nhà chậm hơn rồi, nhưng mà rồi chạy 1, 2, 3 chạy yêu. Ai trước? À rồi, Vũ trước. À, đây là trước khi mình gửi xe xong á, là mình sẽ có đi mua nón nè, à, chuẩn bị nón để mà đi cho nó đỡ nắng á. Đó thì à, đây là gia đình của mình nè, hôm nay à, đi Đại Nam nha. Rồi mua nón đi, mua nón đi Vũ, đi mua nón đi Vũ ơi. À, đây là bãi xe, khu vực bãi xe đây. À, mẹ à, mẹ Trung có mua nón không? À, hay mua nón đi chứ. À, hôm nay thì bây giờ gia đình mình đang mua nón nha, đợi mua nón xong rồi mình sẽ đi vào bên trong. Hôm nay đi là quay lại Đại Nam thấy nó khác quá, do cái bãi xe nó bị khác rồi. À, nón nhiêu tiền cái ạ? À? Nón nhiêu tiền cái? À, mẹ mua nón tay bèo hả? À, mua nón nha, đâu rồi? À, cái này được nè, cái này đi, cái màu kem đi. Cái này bao nhiêu tiền? Mai đang đi Đại Nam, mai đi chơi, đi Sapa chơi, giờ hối. À, đây là bà chị mình cũng đang mua nón đây. Đâu rồi, Si đâu rồi ta? Si đâu, Si đâu? Đây là con Si nè, đấy. À, Si tối nay được lên YouTube nha, đó. Đâu rồi, em My đâu rồi, em My đâu? Em My đâu? Em My mua nón chưa? Mua nón chưa? Hả? Em My mua nón chưa? Chưa mua nón, sao con không mua nón đi? Ừ. Không biết rồi, không biết rồi. Ừ, trời ơi, rồi đi chơi thôi nào. Em đổi cái nón to này, em mua cho con My cái nón có 2 cái râu đi. Mua 2 cái râu đi. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong nha. Không biết có ai giống như gia đình mình không? Gia đình mình đi Đại Nam là gia đình mình mua đồ ăn, đồ uống, đồ mua nón, đủ thứ các kiểu cho luôn trên đời luôn á. À, bây gia đình người ta đi tay không vô và ta chơi thôi. Gia đình mình là dạng như là tiết kiệm chi phí mà, thấy không? Đi là mang theo đồ ăn, nước uống rồi vô luôn. Đó. À, hình như là sau khi mà gia đình mua nón xong hết rồi bắt đầu đi nè, đó mình sẽ đi từ ngoài bãi xe vô nha. À, mỗi người có một cái nón hết rồi đó, không biết sao mà đi vô Đại Nam là cứ phải mua nón, cái này không hiểu nữa nha. À, không biết sao mà đi vô Đại Nam mà cứ mỗi người một cái nón, cái này là sao nha. Ủa chị Mai sao đi Đại Nam phải mua nón vậy? Đi Đại Nam mà sao phải mua nón hả? Mẹ sao mẹ đi Đại Nam mà mẹ phụ nón mua nón vậy? Dốc lắm cho nên là bố cũng có nón nữa nè. À, chú Dũng hả? Chắc không có tài trợ bóng cây bóng mát hay sao mà phải mua nón. Mấy kìa con, đi mấy nữa đi. À, về một gia đình đi ship hết kính đường của người ta luôn rồi đó. Đây là em Si nè. À, em Bo đây, đây em Bo đây, Bo đây, đây Bo đội nó nhìn ngầu chứ. Hôm nay không biết là có đông không, nhưng mà chắc là thấy bãi xe thì cũng rất là đông đó, chắc cũng hơn mấy ngàn người đó. Nhưng mà đi vào bên trong thì không biết như thế nào, do hôm nay là ngày mùng 2 cho nên là mùng 2 tháng 5 á. Rồi móc cái nón, móc cái nón ra đội cái đã. Mình cũng phải đội nón. À, cái xe này là để cho mình thuê mình đi á, cho nó tiện hơn. Thôi đi, đi vô. Rồi đây rồi. Kính chào quý khách này. Welcome to Đại Nam. Này. Chú áo đọc lại. Welcome to Đại Nam. Đây mình sẽ đi vào bên trong nha. À, xe hơi thì nó sẽ đi vào bên trong. À, rất là nhiều xe hơi. Hả sao con? Chưa có vào bên trong đâu, còn xa lắm. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Cổng thành to quá nha. Đây là cổng thành từ ngoài kia nhìn vào nè, nó rất là rộng luôn. Đấy, gia đình mình đi thì đều có nón hết nha.
tất cả những cái anh bảo vệ này điều khiển phương tiện giao thông để làm sao cho không có bị ùn tắc. Và đây là cái bãi anh chị em mà đi xe hơi á, là chúng ta sẽ đi qua cái bãi này để đậu xe hơi. Hả? Mình đi qua đây. À, biển nhân tạo tí nữa vô trong đó mới có. Lên nhanh mọi người ơi. À, đây là xe sẽ phục vụ chở vô miễn phí nha. Rồi lên Si ơi, lên. Nhanh lên, hết chỗ rồi, nhanh đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên cái xe này và đi miễn phí vô trong Đại Nam nha. À, xe này là chú Dũng tài trợ nè. Đâu rồi, em My đâu? Em My đây. Rồi xe đã bắt đầu chuyển động. Xe đã lăn bánh chạy tốc độ 30 km/h. Bây giờ là dừng nên là cho đi chơi không thu phí. Không thu phí nha. Rồi bây giờ mình đã vô tới cái thành Đại Nam rồi. Ây cha, đi xuống thôi, vô tới thành Đại Nam rồi. Rồi nhảy xuống thôi. Bây giờ mình sẽ đi tiến vào thẳng vào bên trong kia. Rồi đi vô bên trong kia kìa, đó. Mình sẽ đi vô bên trong kia nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ là đi tắm biển nhân tạo tại Đại Nam nha. Đúng rồi, nặng ký mà là nó xin nhà chậm hơn. Rồi nhưng mà rồi chạy 1 2 3 chạy yêu. Ai trước? À rồi, Vũ trước. Mọi người nha, thì Bảo Phát đang có mặt tại Đại Nam đây mọi người. Đang quay toàn cảnh khu vực biển nhân tạo của Đại Nam. Cảnh mọi người đang tắm biển Đại Nam đây. Bên khu vực này thì nó sẽ sâu hơn. Khu vực này nó có tầm từ 2m, 1m8, 1m6, 1m4, 1m2 và độ dài là tới khu vực trên này. Thì bây giờ hôm nay có rất là nhiều người tắm luôn, cho ngày hôm nay ngày lễ á, lễ 28 tháng 5 cho nên là rất là nhiều người đi chơi. Bên khu kia nó có những cái hàng dừa á, hàng dừa nó rất là mát luôn. Hàng dừa để mình nghỉ ngơi được các kiểu á. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 nha, hôm nay là do mình đến đây chơi và không có thấy chị Hằng mà chú Dũng đâu hết đó. Ngày 28 tháng 5 nha, ngày mai là chính thức đi làm cho ai rồi cho nên là không còn quay cho mọi người biết nữa. Bây giờ có thời gian nên là Bảo Phát sẽ quay cho mọi người biết nha. Đây là bên gia đình của mình thì hiện tại là đang tắm ở bên này. Mình sẽ đi qua bên chỗ khu vực gia đình của mình nha. Đây là nước trong lắm mọi người. Nước ở trong biển nhân tạo mà, nên là nước trong tắm cái này thì nó không có bị ảnh hưởng là bị đen da hay là ảnh hưởng tới con người của mình, tới sức khỏe của mình á. Do là biển nhân tạo mà. Không biết nó làm cái gì, nó có chất tẩy rửa gì như nào nhưng mà nó rất là trong vắt luôn. Trong cực kỳ trong luôn mọi người. Sẽ đi qua một cái khu vực bãi tắm ở bên này nha. Bên này nó có một cái trượt patin nữa nè, đó. Cái trượt patin như này nè. Đây, cái này leo lên đó sẽ trượt patin xuống. Thấy không, mọi người thấy không đó. Mình sẽ trượt patin từ trên đó xuống. Thì tí nữa mình sẽ quay sau ha. Bây giờ mình sẽ quay cái bãi biển bên này, bãi biển nhân tạo bên này đi ha. Leo lên đó mình sẽ nhảy xuống. Thì bên này cũng có một khu bãi biển nhân tạo này, giống như ở Vũng Tàu vậy đó. Nó có những cái view là mát mẻ, buổi trưa nghỉ ngơi và những cây dừa hàng cảnh đồ á. Rất là đẹp luôn nha. Đây coi như cái chỗ này không mà sâu mét tươi nè, nó có lượng sóng luôn. Có nguyên cái con sóng đập mạnh lắm. Thì buổi tối thì có cái màn hình camera nữa nè. Nó chiếu những cảnh đây có bảo vệ để mà giải cứu những trường hợp là khẩn cấp này. Đây là cái hồ, chỗ này là cao 2m nè, sâu 1m8 đến 2m nè, sâu lắm. Bên kia có một cái thác nhỏ nó chảy xuống nữa kìa. Đó, đây là cái hồ thứ hai, bên kia là hồ thứ nhất. Thì hai cái hồ này cũng nó làm thiết kế một quy mô giống nhau. Thì bên kia cũng có cái hồ thứ ba nữa kìa. Hồ thứ ba nó sẽ nằm ở bên kia. Thì đối với con nít thì nó sẽ tắm ở khúc ở ngoài kia. Còn bên trong này là dành cho những người lớn mà phải mua phao. Tại vì nó rất là sâu. Rất là sâu luôn cho nên bắt buộc phải mua phao. Đó mọi người ạ.
Đây là cái diện tích thứ hai nha, hồ bởi bởi hồ tấm thứ hai, đây có mấy cái phao á. Đi mình sẽ đi vòng qua bên này đi ha, vòng qua này xong mình vòng lại qua bên kia. Đây là biển Đại Nam nè, mọi người thấy cái chữ không, biển Đại Nam đó. À, biển Đại Nam đó mọi người đó. Thì bây giờ mình sẽ đi quay hết toàn cảnh cho mọi người xem nha. Đây bên này mà bây hình như là chờ, bây giờ là trời sắp chuyển mưa rồi á, trời sắp chuyển mưa rồi đó mọi người. Đây toàn bộ là không cảnh của Đại Nam đây mọi người. Mình sẽ leo lên trên lầu đi ha, mình leo lên trên lầu rồi mình đứng trên đó mình sẽ quay xuống cái cảnh mà chùa Ba Tiên á, chắc hấp dẫn lắm cảnh mà chùa Ba Tiên á. Đây Bảo Phát sẽ đi lên lầu, đi lên trên này đi, trên này đã cao lắm, giờ phải đi lên tầng trên này lên, mình mới chạy nhanh, tốc độ nhanh thì mình mới lên được tới lúc trên này được. Đây mình đã lên được một phần rồi, giờ lên thêm một phần nữa cho nó cao nha. Ô cao chưa, rất là cao luôn đó nè, lên đây chụp hình thoải mái luôn, vô tư. Rồi mình đi tiếp nha. Lên như này là mình thấy được cái view đẹp nè mọi người đó. Ô view quá đẹp luôn, view cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây view đẹp lắm. Đây mọi người, Bảo Phát đang có mặt ở trên cao này nè, cái khúc mà trượt Ba Tiên á, cái khúc mà trượt Ba Tiên xuống nè, bên kia có hồ rồi đó. Đây là trượt Ba Tiên xuống, cầm cái phao nè đó. Ô ô hấp dẫn chưa, cầm cái phao tuột xuống thì có cái phao, thì đây nước nè, nước nó chạy xuống ba vàng nè, ba vàng. Bên kia là nó có một cái hồ, nó leo lên trên cao nhìn xuống nè mọi người. Thì buổi chiều là nước đó, buổi chiều nhìn không khí rất là mát mẻ đó nè, tuột xuống nè, rồi chạy chạy nặng quá chạy không nổi, nặng quá chạy không nổi, nặng quá chạy không nổi. À cô Lưng cô Vũ đây rồi, rồi tuột đi cô Lưng cô Vũ. Anh Chinh đâu, anh Chinh đâu, đang ở dưới hả? Bây giờ cô Lưng cô Vũ sẽ đi ra cái đường Ba Tiên xuống nè. Đấy đầu tiên là hai con bé này trước, sẽ tới cô Lưng cô Vũ. Rồi chạy tuột, đuổi 1 2 3 banh nước luôn, đùng. À tới bản lên đây nữa rồi hả? Là bản lên đây nữa rồi, nhanh thế. Bản về lốc lên tới đây rồi. Rồi tuột đi, 1 2 3 tới hai anh em này. Hai anh em này sẽ tiếp tục tuột chạy. Trời ơi hấp dẫn không đó. Rồi Lưng với Vũ đâu rồi, vô coi. Đây là sau này tới Lưng với Vũ sẽ anh với Vũ à. Bây giờ trực đua ai chạy, ai này mà nặng ký là sẽ bị rớt đài, ai nhẹ ký sẽ đi trước. Đúng rồi, nặng ký mà là nó sẽ nhà chậm hơn. Rồi nhưng mà rồi chạy 1 2 3 chạy yêu. Ai trước? À là Vũ trước. Rồi tới em trai Lưng. Rồi đây là tay em trai Lưng sẽ bắt đầu nhảy nè. Tuột luôn, 1 2 3 chạy. Vô sao bịt mũi vậy? Đó là những cái cú chuột rất là chi là hoành tráng. Vậy là sắp hết thời gian trượt rồi, sắp hết thời gian trượt rồi, sắp hết thời gian trượt rồi, cho nên là rồi tụt thôi, chạy thôi.
Rồi chạy thôi. Ơi bây giờ mình sẽ đi xuống nha mọi người. Mình quay tới đây thôi nha. Xin chào mọi người đó. Mình cùng quay lại những cái toàn bộ cái khuôn viên của biển nhân tạo Đại Nam nha. Đây toàn bộ đây biển nhân tạo Đại Nam. Hiện tại là bão phát đang có mặt ở trên một vị trí rất là cao tại khu biển nhân tạo Đại Nam đây mọi người. Khu vực bão đây là biển nhân tạo Đại Nam nè mọi người đó. Đây là biển nhân tạo Đại Nam nhá. Nhìn trên cao xuống rất là rộng luôn. Rồi bên này sẽ là có một cái tháp đó nè. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới nha. Đi xuống bên dưới để mình tiếp tục mình quay ở dưới bên dưới cho mọi người cùng xem nha. Thì bên này là một cái biển đó nè, đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Nãy giờ mình leo cao rồi, giờ mình đi xuống. Bây giờ đi trước mình đi xuống xong mình đi tắm biển luôn. Mình tắm biển xong là chắc trời cũng chuyển mưa là mình sẽ đi về luôn. Và mình kết thúc cái video ở đây. Để mình xuống mình tắm biển. Ở đây thì mọi người thấy nè. Biển mọi người đang tắm đó. Ở đây đẹp lắm mọi người, view ở đây mát lắm. Thật sự ra mà bỏ cái đồng tiền mà lên trên này tắm biển rồi vui chơi một ngày ngày lễ trên này á, thật sự đó là đáng giá trị đồng tiền luôn. Bởi vì trên này nó có nhiều cái tuyệt vời lắm mọi người. Nhiều cái trò chơi sông không khí không gian ở đây á, nó rất là mát mẻ và sinh động lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại nha, đi lại nè. Kia có cái mấy cái màn hình chơi trò chơi cơ. Nó có mấy cái màn hình chơi trò chơi rất hấp dẫn. Đây rồi, đây là gia đình của mình đây, đang tắm đây. Mẹ Trung này, mẹ Trung đang bơi này. Nhảy xuống bơi, xuống mày. Xuống, nhảy lên. Nhảy. Mấy, 1, 2, 3, nhảy. Nhảy, ôi giời ơi. Em bò nhảy chán quá em bò ạ. Đâu rồi, bà Mai rồi. Xì. Rồi, con nhảy xuống đi. À, cao quá hả? Rồi, đi cầu thang xuống. Nè, mẹ Mai kìa, ôm mẹ Mai nhảy xuống. Ôm mẹ Mai nhảy xuống. Đây, mẹ Mai nè, ôm mẹ Mai. Lên mẹ Mai nhảy xuống đi. Nó không nhảy được hả? Bây giờ là đây là hồ bơi nha, hồ bơi biển nhân tạo của Đại Nam nha. Rất là nhiều con nít chơi luôn đó, có cả người lớn chơi nữa nè. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 5 cho nên là rất là nhiều người chơi luôn. Ở đây thì mình sẽ tắm bên khu vực người lớn nha. Người lớn thì mình sẽ tắm ở bên này đó. Giờ nhảy đi. Thôi nó nhiều quá nè, bao cái ba. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Đó, thấy không? Ra tắm nước là phải sơ chờ xô mới chịu tắm nha. Chứ không ai là không chịu tắm đâu. Đó, bên đây là khu của người lớn nè, mét 8 của người lớn. Mét 8, mét 6, mét 4, mét 2, 0,8. Đó, cái hồ này rất là rộng luôn. Hồ này rất là rộng nha mọi người. Đó, rất là rộng luôn. Cho nên là hôm nay cũng là một ngày ngày lễ 2 tây tháng 5 á, ngày nghỉ bù á. Cho nên là rất là nhiều lượng khách du khách đến đây để mà tham quan tắm biển. Tắm biển nhân tạo, tắm biển này có sóng nha, nước nó sao nó xanh lắm. Ở đây cái hồ, mặt nước hồ nó xanh lắm, xanh lắm luôn á. Xanh trong vắt luôn á. Trời ơi bên này sâu chưa nè. Bên này là tới kia 2 mét kìa. 2 mét là ngập đầu mình rồi đó. Đó bên đây là 2 mét là ngập đầu rồi nè. Bên kia nó có một cái có trò chơi thử thách gì nè. Có trò chơi thử thách leo lên cái cục kia đó. Đó leo lên đó đó. Thì bây giờ là hiện tại là 3 giờ chiều. Thì tại khu vực của Đại Nam, bãi biển nhân tạo của Đại Nam. Thì ở này nó có những hàng cây và những khu vực nghỉ ngơi ăn trưa, nghỉ ngơi ăn uống đồ trên này nè mọi người. Đó. Hiện tại là bão phát đang có mặt tại Đại Nam nha. Đây mình sẽ quay toàn bộ khu vực cảnh Đại Nam cho mọi người cùng xem nha. Đây. Đó, rất là hôm nay rất là nhiều người chơi. Mà thậm chí là bên khu vực bên này có, bên kia có luôn, là nó có hai khu vực nha. Mà hai khu vực bãi tắm luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ quay lại nha, đi lại nè. Kia có mấy cái màn hình chơi trò chơi kìa. Nó có mấy cái màn hình á, chơi trò chơi rất hấp dẫn. Đây rồi, đây là gia đình của mình đây, đang tắm đây. Mẹ Trung này, mẹ Trung đang bơi này. Nhảy xuống bò, xuống mày. Xuống, nhảy lên. Nhảy. Mấy, 1, 2, 3, nhảy. Nhảy, ôi dồi ôi. Em bò nhảy chán quá em bò ạ. Đâu rồi, bà Mai đâu rồi? Si. Rồi con nhảy xuống đi. À, cao quá hả? Rồi đi con hang xuống. Nè mẹ Mai kìa, ôm mẹ Mai nhảy xuống. Ôm mẹ Mai nhảy xuống. Đây mẹ Mai nè, ôm mẹ Mai. Lên mẹ Mai nhảy xuống đi. Nó nhảy được hả? Bắt đầu. Action. Hello. Bảo Phát xin chào tất cả quý anh chị cô bác nhà mình nha. Hôm nay Bảo Phát sẽ làm một cái video ngắn để hướng dẫn mọi người cách bơi lầy lội theo kiểu truyền thống và dân gian địa phương ba miền. Vì đầu tiên là ta sẽ có hai phương pháp bơi, một bơi ngửa, bơi ếch, bơi lội, bơi nằm và bơi chim. Bây giờ Bảo Phát sẽ chỉ cho mọi người cái phương pháp là bơi chim nha mọi người nhé. Nhưng mà bơi chim là như thế này, là hai cái đầu gối mọi người dập như này. Đó này là bơi chim nè đấy. Còn cái thứ hai là mọi người bơi ếch nha. Bơi ếch nè. Đây mọi người nhá. Lại bơi lại. Bơi lại đúng không? Phương pháp bơi ếch nha. Rồi. Đây là bơi ếch. Đâu bơi chim đâu anh. Phương pháp thứ ba là chúng ta đứng tại chỗ nha. Đứng tại chỗ. Nhảy dò đứng tại chỗ. Đây là phương pháp bơi đứng tại chỗ. Còn sau đó là phương pháp bơi ngửa nha. Bơi ngửa là được. Này bơi ngửa này, cái này mới hay này. Bơi ngửa là phải uống nước chứ mới khi bơi ngửa nha. Đấy. Sao mới bơi ngửa được nha. Sau đó là bơi sải. Đây là bơi sải, bơi sải. Ôi giời. Rồi. Hello, bây giờ Bảo Phát sẽ thử thách một cái video bơi ngược lội dòng suối trượt từ trên cao trượt xuống nước. Bây giờ Bảo Phát đi qua bên kia thử thách coi trọng lượng của Bảo nặng hơn cái đó hay cái đó nặng hơn, mà cái đó nó có trượt qua tên được không nha. Bây giờ mời mọi người đi theo Bảo Phát đi qua bên đó. Rồi em đứng đây. Bây giờ mình sẽ đi qua đó nha. Đúng rồi. Thank you.
Hello, xin chào mọi người nha. Hồi nãy làm bão phát cùng với mọi gia đình á, đi vào trong 18 tầng địa ngục. Trời ơi, đi vào á mọi người. Xem trong đó hấp dẫn lắm, những cái tội lỗi của mình làm ra hấp dẫn, xem đã lắm mọi người. Xem hết sức là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu Đại Nam Quốc Tổ Hùng Vương nha. Mình sẽ đi vào đây. Trời nắng quá cho nên là mình đang đội nón đây. Giờ này là cũng 2 giờ. Bên này thì rất là đẹp và là cảnh Ý Thiên Sơn, thần tiên tình vạn thủy. Khu du lịch Đại Nam xài tới rất là nhiều những cái tấm pin năng lượng mặt trời nè mọi người. Đó. Thì cái tên cái tấm này thì đỡ nó không có tốn nhiều tiền điện á. Xài cái này không có tốn tiền điện. Bên khu này là có một cái hồ hay gì đó rất là sâu luôn nè. Anh Trinh ơi, bên khu này là có một cái hồ, một cái cầu đi qua chỗ này rất là đẹp luôn á. Có để các bạn là cấm leo trèo ngồi trên thành hồ. Ồ, một cái hồ rất là đẹp luôn ha. Ô trời, cái hồ phải nói là quá đẹp luôn, đẹp lắm mọi người. Bên cái khu này phải nói là không tưởng tượng gì đẹp hơn bằng nữa. Đó. Người ta cấm trèo nhưng mà thôi, mình cố gắng mình trèo lên một cái đi. Mình trèo lên, mình quay xuống từ trên dưới đi. Đây nha mọi người. Bên kia là chánh điện của ngôi chùa. Đây cũng vậy ha. Thì đây nó có cái hồ view này rất là đẹp luôn. Cái này mà xúc hết cái đất này lên mà đắp cái nền trên này là sâu lắm á. Đó, mình đi vô trong này là một giống như có những cây dừa nè, dừa ra trái rất là nhiều, mát, đẹp lắm, đẹp cực luôn. Đó, bởi nó không có trồng trèo lên á. Đó, đây là gia đình mình này, hôm nay đi giăng nắng nè, đi giăng nắng nè, trời ơi cái nè, đó, đi giăng nắng để mà buổi chiều á, buổi chiều ở đây mấy cái ghế đá này mát lắm nè, đúng không? Buổi chiều có mấy cái ghế đá này mát lắm nè. Cái hồ này mà thôi mình đi qua chỗ này cho nó mát nè, đừng đi hướng này, đi vào trong chánh điện bên này đi. Mà đặc biệt ở dừa sim mà trái quá trời nè. Chị Mai vạch ngay còn kịp kìa. Này cái này này trái nhiều này, đây khát nước mà. Được, không cấm đâu. Tới sao không? Nè cái cây này kia tới nè. Đây này, cây này cũng dễ tới này. Trời rất là nắng luôn. Nắng dữ dằn nắng luôn á. Ồ cây kia tới nó nhỏ ha. Đập ra, lấy cái cùi chỏ đập ra phát là bể ngay mà. Cá hả chú Mai? Ôi ui, vừa cái trái nó sai kìa. Cái con suối nữa nè. Thì dưới đó có rất là nhiều hồ cá, con cá coi. Cá coi quá trời luôn. Cái hồ cá coi này chắc phải ở trên dưới phải mấy chục tỷ nữa nha. Một đống cá đó thấy tiền không. Tiền không rồi đó. Mà cá bự không. Cá coi này nhiều tiền lắm. Quá trời luôn, dài dài tới đằng kia cá coi không.
lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp vào trong khu chánh điện nha. Đẹp quá mọi người ạ. Đây nè. Mọi người xem có đẹp không? Đúng rồi, chú Dũng làm một cái khu như thế này rất là đẹp luôn. Cao. Ôi trời ơi, cao quá vậy. Đi lên cầu thang này là hơi thấy. Ôi trời ơi, cầu thang gì mà dài cao thế. Mình phải mang vớ đi vô mọi người. Phải mang vớ mà đi vô mới được nha. Thì mọi người vào đây để mà là lễ bái. Thắp nhang thờ tự và cũng như là đảnh lễ các vị cha ông vua Hùng. Rất chi là đẹp luôn nè. Đây là Cửu Huyền Thất Tổ Bách Gia Trăm Họ. Là bên chỗ này. Trăm nhà trăm họ nếp văn lang, bầu bí trăm năm một cội vàng, Đinh Lý Lê Trần Riền cốt nhục, Phan Phùng Ngô Nguyễn nối tâm can, bầu ơi non thẩm cành mai trắng, ta chốn đồng tâm hạt lúa vàng, hai chữ đồng bào vô sự nghĩa, nghĩa đời nghĩa đạo nghĩa gian sinh. Đây là vị Đức Thánh Trần Hưng Đạo nè. Còn mẹ Hiền Âu Cơ bên này có mẹ Hiền Âu Cơ nè mọi người. Quốc mẫu Âu Cơ đây. Quốc mẫu Âu Cơ. Ở trên là Phật Thích Ca. Còn bên dưới là các vị vua. Ở dưới là Tiểu Hùng Vương. Còn dưới là Trần Nhân Tông. Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là mọi người nghe cái tên Trần Nhân Tông là biết có bộ phim đó. Trần Nhân Tông đó mọi người. Đó. Vua Hùng 2, Vua Hùng 3, thời thứ 3. Dòng máu Lạc Hồng văn hóa. Vì những đẹp hiến dân chương. Bây giờ là mình sẽ xá Phật nha mọi người. Chỗ này là mình để mình xá Phật nè. Cái chỗ thấp bát nhang ha. Bát nhang rất là to luôn. Bây giờ mình xá Phật nha. Mà mình lễ bái xong rồi thì mình sẽ đi một vòng ra tham quan ở bên ngoài. Thì khu phía trước là cái khu công viên, một cái khuôn viên nghỉ ngơi. Thì ở bên ngoài đây có những cái chữ là tam nhất, tam nhị nhất, đều nói lên những cái lịch sử. Mẹ Hiền Quán Thế Âm về trên khắp thế gian, mẹ về đây giữa 3000 vũ u, mẹ về trong tiếng thơ cô, mẹ về trong lòng tỳ khúc, mẹ về. Có những câu thơ rất là hay luôn. Ở phía trước là một cái công viên này. Bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài. Công viên bên ngoài rất là đẹp luôn. Gia đình của mình cũng vừa mới tới đầu kia rồi. Giờ mình sẽ tới đây, mình sẽ trả cái giới chân xong mình đi sẽ đi tiếp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha. Ui trời, cụ thấy bậc thang nó cao quá. Bậc thang rất là cao luôn. Nắng quá, đợi nóng vô coi. Đi tiếp thôi. Cuộc hành trình tham quan những điều huyền bí trong khu vực Đại Nam. Mát quá. Rất là mát luôn á. Mát lắm mọi người. Bên này. Đi qua cây cầu hả? Đi qua cây cầu hay gì? Có những cây dừa này nhìn thích nha. Có trồng dừa nhìn thích ghê á. Chắc cái mốt mình về nhà mình cũng trồng dừa giống vậy quá. Hả? Cái này chắc muốn mình về mình cũng trồng dừa giống vậy nó mát nha. Đất đâu trồng, trồng
trong nóc nhà. Ô, dừa sim kìa, dừa lửa kìa, dừa lửa, dừa sim lâm luôn. Được mà, leo được á, em nghĩ leo được. Đúng rồi. Không ơi, mình đi qua bên kia đó mà. Này đi qua đây, đi ra đây là đi ra luôn. Không. Nó lầu nhầu ba quá giờ. Leo qua hồ bơi hả? Quăng mẹ xuống dưới cái hồ này cho nó bơi đi. Bên kia là điểm đi bộ. Còn bên này là điểm vui chơi. Có mấy đứa nhỏ nó vui nè đó. Nó tới được Đại Nam mà nó vui không thôi. Đi đây con đi trò chơi ha, đi đâu? Đi trò chơi luôn hả? Mấy đứa nhỏ nó thích mấy đứa nhỏ nó thích đi chơi rồi, đi trò chơi rồi, không thích đi bộ rồi. Đi bộ mỏi chân rồi. Đi thích đi trò chơi rồi kìa. Bây giờ mình chơi đâu, xong qua khu. Thôi qua đi bộ trước đi. Đi bộ đi bơi, qua khu đi bộ đi bơi. Rồi mình sẽ đi qua bên chủ khu đi bộ nha. Mình đi qua chỗ khu đi bộ. Hình như là ở đây chỗ nào cũng trồng dừa hết á. Đây là con bánh bèo nhà tôi đây. Để quay con bánh bèo nhà tôi nè. À, đây là con bánh bèo nhà tôi đây. Bánh bèo, hello bánh bèo. Hello, hello Si nha, hello bánh bèo. Phố đi bộ. À đây có những cái ẩm thực, phố ẩm thực nữa kìa, đó. Ẩm thực có hải sản cũng nhiều thứ lắm nha. Thằng là 400 mấy nè, 408, 400 mấy. Rồi phố đi bộ đẹp ha. À đây là phố đi bộ. Bên đây là khu ẩm thực của Đại Nam. À, đây chỗ này nó có demo những cái nè, đua ngựa trường Đại Nam, rồi biển nhân tạo nè, rồi rừng cây cá cảnh này, chim thú nè, Long Thần Đại Mê Cung, trò chơi hành trình mạo hiểm trên cao, cái khu trò chơi bắn súng nè. Còn bên này là cái khu trò chơi đu quay, rồi tàu lượn siêu tốc. Bên khu chỗ này là cái khu trượt máng nước. Trượt máng nước. Mà hôm nay là do là ngày lễ mà chắc là do chị Hằng bị bắt rồi cho nên là không có tất cả các trò chơi ở đây đều không có hoạt động, đóng cửa hết rồi. Do là hôm nay là Đại Nam là xả cửa tự do cho tất cả khách đến tham quan và chụp hình lưu niệm hay là chơi bời thôi, chứ không có tất cả các trò chơi đều không có phục vụ. Thậm chí là ngày hôm nay là những cái nhân viên mà làm những nhân viên mà như là buôn bán là hay những nhân viên mà chơi trò chơi đồ á cũng đóng cửa rồi. Còn cái này là trò chơi mà giống như trò chơi mà là trong rừng mà trò chơi kiểu như là chơi mạo hiểm leo dây á đó. Đây là những cái trò chơi mà hôm nay có những trò chơi này vẫn còn nè. Đây trò chơi leo dây nè mọi người. Đây là cái anh này anh đang làm trò chơi leo dây nè đó. Đây là phòng cho em, là phòng người lớn. Hôm nay là không có mở cửa nhiều anh ha. Anh thấy em đi ngang nhiều trò chơi không có mở cửa nhiều á. Đây là những cái trò chơi leo dây nè mọi người. Đây hôm nay là cũng ít có khách vừa tới chơi nữa. Thôi mình sẽ đi ra, bởi vì hôm nay không có tàu lượn siêu tốc cũng đóng cửa rồi. Giờ chỉ còn mỗi khu vực là biển nhân tạo Đại Nam nè, hành trình mạo hiểm trên cao đây.
muốn đi qua bên chỗ khu vườn sở thú là chúng ta phải đi cái bến xe trung chuyển. Thì từ đây mà qua bên chỗ cái cổng vô tới chỗ vườn sở thú là 200m. Nên là rất là xa, nên là bắt buộc phải đi xe trung chuyển qua thì mới tới được. Bây giờ mình sẽ đi xe trung chuyển qua nha. Bên này là cái phố đi bộ đó, nãy mình đi rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi qua xe trung chuyển ha. Đi qua khu vực vườn sở thú cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Thì cái xe này nó luôn luôn phục vụ 24/24 miễn phí nè, không có tốn tiền nha. Trời ơi, gia đình của mình lên hết rồi kìa. Bây giờ chúng ta leo lên xe lửa để xe nó di chuyển qua tới khu vực vườn sở thú và biển nhân tạo. Lại tiếp tục leo lên xe đi lần hai. Bên kia là những cái khu công trình đang được thi công. Đây là cái khu vực giáp ranh với khu lịch Đại Nam. Bên kia là xí nghiệp. À, vậy là mình sẽ đi vườn thú nha, mình không có đi tắm biển. Tiếp tục leo lên xe và di chuyển đi đường vườn thú. Đây là mọi người phía sau xe đó. Bây giờ là Bảo Phát sẽ đi mua vé nha. Mua vé để đi vào tham quan khu vườn thú Đại Nam. Ở trên cái TV này thì nó có chiếu những cái hình ảnh của những con thú trong Đại Nam nè. Thì giá vé thì ở đây thì là người lớn là 150.000 một vé. Trẻ em là từ 1m đến 1m4 đó là 80.000. Thì bây giờ mình sẽ đi mua vé nha. Tiến vào bên trong mua vé rồi để đi vào bên trong. Mình tổng cộng tất cả đi là gần 12 vé. Đó, bây giờ đại diện cho một người để vô mua vé nha. Mua mấy vé ta chị Mai nha? Bây giờ mình thi mua vé xong thì mình đi vào bên trong được nha. Mua vé người lớn là 150.000. Đang chờ đợi, trong quá trình chờ đợi mua vé thì mình sẽ quay vòng vòng ở bên ngoài cho mọi người xem nha. Đây là mấy con công nè, nó đang xè cánh nè mọi người ơi. Đây là con công đang xè cánh nè, thấy không đó. Đẹp không? Giờ là mấy con luôn á, thôi mình đi tiếp đi. Tại vì ở bên này nó còn rất là nhiều con nữa. Hôm nay là Bảo Phát ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022, Bảo Phát đang có mặt tại khu Đại Nam. Hôm nay là đến chủ yếu là đến để mà đi chơi vài ngày lễ mọi người. Anh em mà hôm nay mà mua bán đất thì hôm nay là Bảo Phát xin hẹn ngày khác nha. Hôm nay Bảo Phát đi chơi rồi. Nên là anh em nào mà có nhắn tin gọi điện mua bán đất thì cho Bảo Phát dời ngày nha. Đó, đây là những con công nè. Chỉ có những con vịt nữa kìa. Vịt nữa, có vịt nữa kìa. Có vịt nữa. Ngày dẫn mấy đứa nhỏ nó đi chơi nè. Bên này là khu gì đây? Khu nai hả? Những con nai. Bên này là khu nai. Nó làm những cái hồ này là để cho nai nó không băng qua sông nè. Thì mình cho mọi người zoom lại con nai cho mọi người xem nai nha. Đây nai, đây nai bự, nai nhỏ, nai con, nai to, vừa quá trời nai luôn. Mà có cả gà con nữa nè. Và những chú gà con nè. Đấy, những chú gà con. Rồi mình sẽ đi qua chỗ khác thôi. Thì bên này là trong này nó có nhiều cái cây nó mát lắm. Mà trời thì chứ hôm nay là trời sắp chuyển mưa rồi đó mọi người ạ. Có vẻ như là trời đang chuyển mưa cho nên là bất ổn rồi đó. Là đây có những cái chiếc xe để chụp hình lưu niệm nè. Có chỗ kia nó đang có con công á.
đang xè cái cánh xè đuôi ra kìa, xè cái đuôi màu trắng đó, đang xè đuôi ra rất là đẹp không. Đó là những con thường thường là những con đực á nè, con coi tia, con coi trên đây nè, thường thường là những con đực này nó sẽ xè cánh ra như này là đó, thấy không, nó xè cánh ra đó. Đây mình zoom lên xa cho nên bị bể á. Rồi khi mà có người lại là hết xè cánh rồi. À, có vẻ như là em My là đi mệt quá rồi, khờ khạo rồi, mơ mặt bơ phờ, đuối rồi đâu có đi nổi nữa. Mà bây giờ mình sẽ đi vào bên khu nuôi thú. À, có một cái khu nuôi thú mà sao khu nuôi thú nghe thúi vậy, nghe thúi thúi vậy. Đây là cái khu nuôi thú nè mọi người đó, mình sẽ đi vào bên trong này nha. Đây là khu nuôi thú. À, mình sẽ đi vào trong này xem coi có trong này có những cái gì đây. Ở đây có rất là nhiều hướng, không biết đi hướng nào hết á. À, đây là những con công con gì nữa nè. À, bên này là những con cá sấu nè. Đây là những con cá sấu. Cá sấu này nó còn có cái gì cơ? Đúng rồi, cá sấu này ăn thịt không à. Đây là những con cá sấu nè. Mà sao cá sấu này cá sấu con? Tí đi ra hồ cá sấu lớn nha, cá hồ cá sấu là hồ cá sấu con. Nhìn giống như con hổ vậy. Ờ. Thôi đi, nhìn con cá sấu con á. Nhìn nó giống như cục đất không nè. Chị Mai. Chị Mai nhìn nó giống cục đất không này đấy. Không. Nhưng mà ý là hai con nó chồng lên nhau. Hay rình rập nhưng mà nhìn nó hiền nhỉ. Ờ. À. Đây là con nhím. Đây là con nhím. Nhím ơi. Ờ, quá trời nhím luôn ha. Đây là những con nhím. Nhím nó ở trong hang vậy hả? Nhím ơi. Nhím ơi. Nó cách âm mà nó không nghe đâu. À, những con dơi kìa. Dơi kìa. Thấy dơi không? Đó, dơi nó đang đu ở trên bên kia đó nè, những con dơi nè, đó. Đúng rồi, nhận đi mà là nó sinh nhạc chậm hơn. Nó đang cử động, Rồi nhưng mà thôi, chạy đi, chạy ba, chạy à, này là con đon. Ai trước? À, con đon là con gì? Mình không biết con đon là con gì nữa. Con đon. Nè, con đon này nè, nhìn giống như con nhím á. Nhìn giống như con nhím có bảng tên nè đó. Bên này có một con trăng nè, đang nuôi một con trăng nè. Con trăng. Đây là con trăng đây, rồi có con trăng. Đây là em chồn. Em chồn đây, đấy em chồn này. Anh đang ngủ rồi nè. À, thêm đây là một con trăng nữa nè nha. Để mình đụng tay với nó nha. Mình một hai ba mình đụng tay vô nè, đụng tay với con trăng nha, đụng nha. Đụng tay. Ô, oh, đụng tay với con trăng. Đó, đụng. Vậy mày. Đó. Vậy. Cắn tay tao đi. Đây là con trùng đất. Đây là con trùng đất nè, đó. Để mình zoom lại. Rồi, đây là con trùng đất nè. Đấy rồi, thấy con trùng đất rồi. Một em rùa nữa nha. Đây là em rùa. Hai em rùa, ba em rùa, bốn em rùa, năm em rùa. Có rất là nhiều em rùa luôn. Đây, rùa đây. Rùa đang bò lững ngững đây. Tiếp tục bên này là con gì đây? Chị Mai, hai con luôn kìa. Hai con bự luôn kìa, đó. Hai con bự luôn kìa. Đấy, hai con bé ú luôn kìa. Hai con này béo luôn nè. Hai này hai con. Ủa, bé ú luôn, hai con này bé ú luôn á. Ui trời ơi, nó mập kìa. Ui trời ơi, to thế. Biết làm cái hàng này. Làm các cái hàng này thành đá tình nha. Biết cái kìa trông xương. Trời ơi. Cọp nó ở hang đá hả ta? Đúng rồi, cọp nó hang cơ mà. Sao mà nó trốn á? Niếm kìa. Đây kìa. Nó đi lại kìa. Đi nhìn thấy nó yếu đuối quá hả? Đi nhẹ nhàng quá, con mồi nó không thấy được nó. Nó đi về con mồi không thấy được nó. Nó là dê răng, nó là cấu rồi đó. Nó đang đói, nó đang thèm mà. Nó thấy người mà là giống như là thức ăn của nó.
Hồi nhìn cái răng nó móc vô tới đâu rồi cháy đúng không? Ăn thịt. Ăn thịt ăn gì? Ăn thịt bò. Thế thì ai thì bây giờ có chứ, nhiều khi ăn mấy cái chỗ mà thịt rẻ, thịt đồ đó phải mua chứ ra chợ đó. Hoặc là mà mẻ đó. Rồi thịt chết cùng đấy là thịt bò. Rồi tiếp tục đi chỗ khác thôi. Im đi nha. Có một mình lên rồi đó. Cái chỗ này nãy bên này là có mình đi chưa? Này cái mấy con nai này em đi rồi đúng không? Đây con hổ con nè. Hổ con. Đây sư tử nè, con gì? Con sư tử nè, đúng rồi, sư tử nè. Sư tử nè. Đây là con sư tử nè. Con này là con gì? Sư tử. Bên này không biết là con gì đây. Bên này là con gì nhờ? Thấy tấm kính không à? Chắc trăng hay gì? Đâu hổ đâu? Chết à? Hổ giả. Đúng rồi, con hổ đấy, đúng rồi. Hổ giả. Hổ giả đâu? Kìa, thật kìa. Hổ, đúng rồi. Nó đang đây này, đây này, nó này, đây nó đang ngủ nè. Nhìn nó giống chết thế. Đấy, đây mà chị Mai nè, nó ngủ, ôi dồi ôi, ngủ à. Không, chị ôi chết dồi, nó ngủ à. Chết thì ôi dồi, anh ngủ mà nhìn à. Đó là con hổ rồi, bây giờ đi qua sư tử đi. Chị Mai, sư tử nè. Đây, sư tử đây. Sư tử. À bên kia là gì? Bên kia là con nó là hổ trắng. Này giống như kiểu con mèo là buồn ngủ à. Cái gì đâu mà con nào? Đó con sư tử đó, đó con hổ đó. Nằm mấy kiểu gì mà. Thấy không? Đâu mẹ. Để em zoom lại coi em ơi, ngủ đi. Đây mày hả mày. Đây em zoom rất là rõ nè đấy. Chị Mai nhìn điện thoại em nè, rõ băng này đấy. Thấy không? Đấy, lắc đầu à. Lắc cái đầu à. Đây con cọp đây. Phải qua một cái tấm kính nữa nè. Nhìn mặt nó buồn nhờ. Anh đang đói á, biết sao nó buồn, anh đang đói á. Đang đói nó sập lép cái bụng kìa. Nhìn nó ốm nha. Mã to ghê á. Tiếp tục bên này là con gì đây? Chị Mai, hai con luôn kìa. Hai con bự luôn kìa, đó. Hai con bự luôn kìa. Đấy, hai con béo ú luôn kìa. Hai con này béo luôn nè. Hai này hai con. Ủa béo ú luôn, hai con này béo ú luôn á. Ui trời ơi nó mập kìa. Ui trời ơi to thế. Làm cái thằng này đá kì nha. Trời ơi. Cọp nó ở hang đá à ta? Đúng rồi, cọp nó hang cơ mà. Sao mà nó trốn á? Niếm kìa. Đây kìa. Nó đi lại kìa. Đi nhẹ nhàng quá, con mồi nó không thấy được nó. Nó đi về con mồi không thấy được nó. Nó thấy người mà là giống như là thức ăn của nó. Hồi nhìn cái răng nó móc vô tới đâu rồi cháy đúng không? Ăn thịt. Ăn thịt ăn gì? Ăn thịt bò. Thì bây giờ có chứ, nhiều khi ăn mấy cái chỗ mà thịt rẻ, thịt đồ đó phải mua chứ ra chợ đó. Hoặc là cũng mà mẻ đó. Rồi thịt chết cùng đấy là thịt bò. Rồi tiếp tục đi chỗ khác thôi. Im đi nha. Cái chỗ này nãy bên này là có mình đi chưa? Này cái mấy con nai này em đi rồi đúng không? Đây con hổ con nè. Hổ con. Đây sư tử nè, con gì? Con sư tử nè, đúng rồi, sư tử nè. Sư tử nè. Đây là con sư tử nè. Con này là con gì? Sư tử.
Mình là những con voi nè. Con voi. Hai con, gồm có hai con voi á. Sẽ được hai con. Bên kia là có những con chó nữa nè. Bên này để mình đi qua đây là có những con chó. Ai này con gấu chứ hả? Này con, đây con gấu nè. Đó. Nó đang ăn ăn bánh mì. Nó gật đầu thì nó xin rồi. Ê mấy em ơi. Để nó ăn hết cho nó lại gần tiếp cho mình xem. Thì cái lông nó nhìn đẹp ha. Cái lông nó nhìn mượt. Cái lông nó nhìn mượt thiệt chứ. Qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Con này. Con này con gì? Gấu chó. Gấu chó hả? Con nó ăn là nó đâu có gật nữa đâu. À nó ra ăn nốt miếng kia, nó đang đang bơi bơi. Ờ. Gấu chó. Đúng rồi, bắt đầu xem nó lại gật nữa. Đúng qua ra đầu thì giống con chó thật. Gấu chó hả? Xem cái bà này, bà lại gật nữa đấy. Rồi gật đi, gật đi. Đó. Lại xin đấy, nó xin này. Nó xin đấy, ồ nó xin ha. Nó gật đầu thì nó xin này. Ờ nó xin nó gật đầu nó xin. Nó gật đầu nó xin nè, tội nghiệp không? Nó gật đầu nó xin ăn này. Nó gật đầu nó xin nè. Nó cho nó làm gì mà ra. Cái lông này không ướt á ha, không ướt người nó được ha. Nước không ướt được nó. Ướt chứ không ướt. Không ướt được nó đâu. Lấy tay vớt lên nè, đấy. Ăn rồi. Ăn xong lại gật tiếp. Ờ chắc cái con này gật mãi mình chả được. Rồi bạn kia gật rồi kìa. Bạn kia gật rồi kìa. Ôi 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 ôi. Ôi giời giời đứng ngay chân luôn rồi. Đứng ngay chân luôn rồi. Ơi, đứng ngay chân luôn rồi. Xin thương. Xin thương đó trời. Ôi ôi thương kìa. Mấy con cá dưới đó kìa. Ồ nó gật à, hồi nó gật thương ghê không kìa. Anh Trinh, nó gật đầu nó xin ăn kìa, thương ghê không? Ồ nó gật đầu xin ăn kìa đó. Ồ thương ghê không? Nước mát hả? Không, nó gật đầu xin ăn, nó đi xe gật đầu xin ăn á. Cứ thả vô nó ăn mà cho nó hết. Gật đầu xin ăn á. Đấy, đó. Nó gật đầu xin ăn mà. Đó, nó ăn. Ăn xong bây giờ gật nữa nè. Tội nghiệp không? Cá bu xung quanh ảnh luôn kìa. Đó, gật nữa rồi đó. Vậy sao cái bụng nó bự mà. Nó to mà. Ờ. Đó. Rồi, nó nhìn thấy chị Mai đi đâu nó đi đó luôn kìa. Chị Mai đi đâu nó đi đó kìa. Tà nó bơi theo. Ồ chị Mai đi đâu nó đi đó thiệt luôn rồi. Cái lòng không ướt được nó. Nó đứng lên nó vũ phát hết trơn. Nhìn đây không ướt được nó. Mát không? Không, cái lông không bám vô được da nữa, thấy không? Cái nước không bám vô được. Nó tận đây luôn nè. Nó bơi kìa, nó bơi kìa. Nó bơi kìa. Nó bơi kìa. Nó không đứng được, nó không đứng được cao quá. Nó đứng sâu quá nó không đứng được. Sâu quá nó không đứng được. Sâu quá nó không đứng được. Không, nhưng mà cái này sâu quá ra đây sâu quá nó không đứng được. Sâu quá nó không đứng được. Ăn hết.
lấy cái chân dơ lên nè, đó đó, xong cho con kia. Đó là gật đầu nữa rồi. Ờ. Nó không ăn động vật. Không ăn cá. Không, mấy cái con này giờ hiếm lắm rồi. Mấy con này giờ là động vật sinh tồn này giờ hiếm lắm rồi. Đây nó ghi gấu gì, gấu chó chứ. Gấu chó. Ờ. Con ngựa hả? Con ngựa. Con ngựa. Hồi nãy con sư tử bên kia nó gầm ghê không? Nó gầm cái là ồ nó nhìn. Ồ nó gầm sùm luôn. Thôi đi coi chỗ khác đi. Leo lên coi, leo lên cái dù coi. Mập ghê không? Leo lên cái dù đi. Nó lên nó vụ nắng á chị. Lên vụ nắng á. Mập quá đi lắc không nổi luôn. Đi chỗ khác đi. Đi đi. Cái thằng này cái nón này đội trên đầu. Đi thôi. Cả con bỏ đâu rồi, mất cái nón rồi. Giờ đầu nó không nhớ được ai. Bên này có con gì đây? À bên này có những con nai. Bên này thì nai thôi. Bên đây có mấy con gấu á nè. À hai con bên này cũng ú nu luôn. Hai con bên này. Ôi trời ơi cả. Ôi trời ơi. Bên này là hai con nữa rồi. Trời ơi, anh nằm gà thả ngửa luôn kìa. Con nó ngồi nhiều quá, tùy thịt lắm rồi. Thả ngửa rồi. Thay người. Anh nằm thả ngửa đã không? Ủa, cái con kia trèo lên kia nằm như vậy. Ừ, con kia nó trèo lên kia luôn ha. Ừ. Con kia nó leo lên tới tận kia luôn kìa. Leo lên tận đây luôn. Giờ đây. Giờ đây coi nào. Giờ đây. Giờ đây. Giờ đây. Giờ đây. Nhìn anh mệt mỏi à. Có vẻ như mệt mỏi á. Nó bị bẹo phi rồi. Bị mệt mỏi rồi. Đây là những cái con ngựa vằn nè. Đó. Rất là nhiều con. Bên kia có những con ngựa rừng nữa cũng có nha. Ngựa hoang dã cũng có. Còn bên này thì có những con nai hươu cao cổ. Giờ mình đi lên xem hươu cao cổ nha. Xem thử những con hươu cao cổ trên này nè. Mở đã mẹ. Mệt rồi hả? Đi lên lên xem hươu cao cổ nè. Đi lên lột lên lên xem đi ra luôn. Trên này có những con hươu cao cổ nè, đi lên. Cầu thang không biết sao chứ mình đi thấy mệt quá, bà Hằng mới đi hết cái nổi vô, đi cái này bà đi nổi không nữa. Bà đi nổi chắc bà đi không nổi đâu nha. Đi con qua đây. Đâu rồi những em hươu cao cổ đâu rồi ta? Đây đây những em hươu cao cổ đây rồi. Đây là những em hươu cao cổ đây. À thấy rồi, những em hươu cao cổ đây rồi. Đây là những em hươu cao cổ nè. Những bạn hươu cao cổ. Những bạn hươu cao cổ đang ăn gì đây? Ồ nó chạy kìa. Ồ nó chạy kìa. Nhưng mà chạy kiểu gì chạy mà vẫn bị mấy con hổ nó vạch cho nhỉ. Nó cao vậy mà vẫn bị mấy con hổ nó vạch cho. Mấy con hổ thấy cái câu trong video mấy con hổ nó bám chân đùi. Nó cắn vào cái chân. Cái cánh chân nó bám đùi tùm lum á. Thực sự con này nó cao hơn nó nhiều mà. Ờ. Động vật ăn lá mà. Ăn lá mà. Không thịt được.
Điện đó, không có dám ra đâu. Bên này có những con nai, lấy nón đội. Con khỉ nè, con nai, có khỉ có nai luôn. Năm đôi anh ơi, năm đôi anh ơi. Mày mà kéo tay á, mày mà kéo tay mà chụp được tao cũng phục mày luôn. Này chụp nha. Tao tặng mày nè, đây, nhìn đây, nhìn thẳng mặt tao này, đi. Nhìn thẳng mặt tao này, đây. Nó đang nhìn đó. Chụp đó. Mày chụp kém quá. Này lại nha. Lại nha. Này con kia, con dưới này. Rồi, con kia lộng. Con này lộng rồi. Này, ê. À nó lộng bánh mì rồi, thấy bánh mì rồi. Này. Cho. Yếu quá thôi. Lại nâng mày. Đưa bảo nó. Tay nó không cầm được. Em sợ tay nó cầm không mà quăng như vậy sắp xuất nó xuống nước là dễ bị chết lắm. Sợ nó xuống nước luôn. Thì bảo nó ném không tính tầm bơi. Tay sát luôn rồi đây. Nhưng quăng vô người. Tay nó chỉ cầm thôi. Ồ, không trúng luôn. Rồi, hiu lại ăn ngon ngon. Đừng gọi nó, tội nó. Thôi, đừng không ngay tay mà không chụp. Không ngay tay mà nó không có chụp đâu. Trời, anh đứng. Anh đừng con dưa leo nữa. Đây. Đây. Rồi. Nó mà chụp không được là xuống nước à. Cá ăn rồi. Rồi bây giờ nuôi cá luôn. Cá gà. Đấy nó chết, Ngán rồi, không chụp được nữa là ngán rồi. Không chụp nữa. Nhưng mà cá ăn. Ôi. Này. Mất kèo rồi. Đấy, này. Nhìn thấy nhưng mà để coi ăn. Ăn luôn. Mày không được cái gì hết chẳng được. Kìa cá ăn. Con khỉ này. Nó. Chụp. Đu. Đâu con đen chụp dính nha. Đu quá. Mày cái lực cái từ tốt. Không con đen. Anh đen à. Anh chạy mất luôn. Anh chạy mất tiêu luôn kìa. Anh chụp cái chạy. Ôi trời ơi, con này á. Dành ra. Cho tao dưới. Dành á. Xăm xin đây. Xin. Kìa. Ông bà lại chán thật kìa. Con này nó không chụp được. Đồ, mới ăn mình luôn, Ăn mình rồi kìa. Ăn mình luôn, để cho luôn. Thôi đi. Đây. Con này thích. Hello. Mà bà này bà cũng lười nè. Không nhìn mấy em khỉ đỡ chán nha. Con này chụp nha. Cái con đen chụp thì được. Thôi đừng nói cái này xong rồi nó đu tiếp nha. Má cũng chịu chụp lắm mà chụp không trúng. Nó chịu chụp lắm á. Em đen chụp phát trúng liền cho trời, hay thiệt chứ. Em ơi, không quăng, quăng không tới đâu. Không mạnh lên. Con đó thì nai sợ lụm. Không, nó xuống nó nhìn nó. Nai lụm kìa con kìa. Không, nhưng mà con khỉ đang xuống. Này, nhìn con khỉ xuống. Xuống. Có ai xuống trước? Nhanh. Rồi, mất kèo. Đây. Chậm thật đấy. Trời ơi. Thôi anh à. Em vứt qua bên này nè. Em quăng kêu đấy sao mà nó lấy được. Qua đây đu xuống nhanh. Ôi,
Lấy này. Nhảy nhẹ nhờ. Cái con này lưng nó ngứa đó, ngay cái tay mà chụp không dính nữa, mà cứ thò cái mặt ra để ngó cái ngó này tội lắm, nhưng mà được dở. Anh coi anh ơi, kỹ dấu đen này, kỹ đấy, nhảy xuống, nhảy nó sợ chứ mà cái tay của nó đón nhiệt tình nữa. Chắc nó không muốn đi. Không, nó muốn nhưng mà nó không bắt được. Không bắt được thì đi xuống đất lầm mẹ nó đi. Còn mình trên nó mà cứ thọc cái tay ra của bật mà. Con kia ghê nhỉ. Đến bà đen này. Bà đen này. Bà đen. Rồi thấy rồi, nhảy xuống nè. Thấy rồi, nhưng mà nó no rồi. Nhảy đi. Con kia xuống à? Bà này không ăn rồi, bà này ăn được này, bảo ơi. Xuống xuống. Nó đen xuống chắc luôn. Con đen xuống à. Nó đang nhòm, nó đứng ở trên nó nhìn. Nhìn mà cứ không thấy. Rồi anh này chịu xuống rồi, Nhưng mà hình như chưa thấy sao ấy. Thấy rồi đó mà tại nó chưa xuống á. Có những cái trò chơi bắn cung nè, bắn cung trúng thưởng nè, vô xem coi những cái cung như thế nào. Bắn cung là bắn vô những cái bảng như thế này đó hả? Trò chơi bắn cung, bắn vô những cái bảng này. Trò chơi bắn cung là bắn vô những cái bảng như thế này, bắn vô xong cho được 10 điểm. Chị bắn được không? Chị bắn được 10 điểm rồi. Ôi, chị bắn hay quá. Bắn được 10 điểm luôn á. Ôi, tôi sợ đây, Nam đã đi mỏi chân quá rồi. Mỏi lắm rồi đó. Đây lối ra nè. Đây là lối ra đây rồi. Chắc đi vệ sinh xong ra luôn chứ hả? Thôi đi ra ngoài đi. Nãy là mình ăn sáng, ăn trưa rồi. Bây giờ mình nghỉ ngơi xong, bây giờ mình tiếp tục là mình tiếp tục cái cuộc hành trình là tham quan toàn bộ cái di cảnh của khu vực Đại Nam nha. Đây là 18 tầng địa ngục nè. Giá vé là người lớn là 50.000 nè, và trẻ em là 30.000. Đấy. Rồi có vô không nè? Vô địa ngục cho mẹ, vô địa ngục mẹ có sợ không? Mẹ có sợ địa ngục không? Bây giờ mình sẽ mua vé nha mọi người. Mua vé để đi 18 tầng địa ngục nè. Bán vé bên này.
Bây giờ mình sẽ mua vé nha. Mua vé xong rồi mình mới vào được nha mọi người. Mình gia đình mình đi 8 người nè. 8 người là ta. 8 người 8 vé. Rồi. Rồi khi mà mình mua vé xong là mình sẽ đi đi vào. Đây là khu vực đi vào thầm địa ngục đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô 18 tầng địa ngục nha. Thì trong này nó không để là cấm hút thuốc nè và những cái quy định khác đó. Đây là 18 tầng địa ngục nha. Cấm quay phim nè. Ở đây nó để là cấm quay phim chụp hình, cho nên là mình tuân thủ nội quy, mình không quay phim chụp hình trong này nha mọi người. Rồi xin chào mọi người.